Xin chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các công cụ để thiết lập vị trí dự án trong phần mềm Formit. Như các bạn biết rằng, thiết lập vị trí dự án chính xác sẽ giúp chúng ta thiết kế chính xác hơn với các dữ liệu về thời tiết, khí hậu và năng lượng. Thì để thiết lập vị trí dự án, đầu tiên các bạn cần đăng nhập vào Formit bằng tài khoản Autodesk. Ở đây các bạn có thể vào cái biểu tượng này. Sau khi đăng nhập vào, các bạn sẽ kích vào Location. Và các bạn vào mục Project, các bạn sẽ thấy có mục Click to Set Location đây. Sau khi các bạn kích vào, chúng ta có thể thấy được một cái bản đồ thế giới. Và các bạn có thể đánh vào đây, ví dụ ở đây mình chọn Hà Nội chẳng hạn. Enter. Thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có một cái bản đồ Hà Nội nằm đây. Các bạn sẽ thấy chúng ta có những cái đám mây ở đây đúng không? Thì những cái đám mây này chính là những cái vị trí của những cái trạm thời tiết ở rải rác khắp Hà Nội. Và tùy vào cái vị trí xây dựng dự án của bạn ở đâu thì các bạn sẽ chọn cái trạm thời tiết ở đấy. Giả sử như mình sẽ chọn cái trạm thời tiết này, mình sẽ kích vào đây thì nó sẽ xanh lên như thế này. Thì cái trạm thời tiết này các bạn sẽ thấy chúng ta có các dữ liệu thời tiết như là nhiệt độ, gió các mùa. Đấy, các bạn sẽ thấy đây. Sau khi chọn xong, các bạn có thể có cái mũi tên này, cái địa điểm này, các bạn sẽ di chuyển đến vị trí mà các bạn muốn xây dựng công trình. Ở đây mình sẽ chọn là công viên Hồ Ba Mẫu, địa điểm của Anabin. Mình sẽ kích vào Import Image. Và các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái bản đồ hình Hồ Ba Mẫu ở đây. Và các bạn sẽ lựa chọn co kéo và đặt cái lô đất của chúng ta như ở đây vào cái bản đồ. Sau khi đặt xong, các bạn sẽ kích vào công cụ Finish Importing. Ngay lập tức, một bản đồ được liên kết trực tiếp với các dữ liệu thời tiết sẽ được đưa vào cái dự án của chúng ta. Tuy nhiên các bạn thấy rằng khi chúng ta vẽ ở đây thì vì hiện tại là cái lưới của chúng ta nó đang theo chiều này, trong khi đó lô đất của chúng ta nó sẽ theo chiều này. Do vậy khi vẽ chúng ta sẽ vẽ rất là khó khăn. Đấy. Thì để các bạn có thể biến đổi cái hệ thống lưới nó trùng với cái lô đất của chúng ta thì các bạn đầu tiên các bạn hãy chọn cho mình cái lô đất. Đấy. Các bạn quay chuột như này, chọn lô đất. Và các bạn có thể giảm cái độ rong suốt xuống để các bạn có thể thấy hệ thống lưới dễ dàng hơn. Sau đấy, các bạn hãy kích ra cái hệ thống lưới này. Các bạn kích chuột phải và các bạn chọn công cụ xoay lưới. Sau đấy các bạn có thể xoay lưới như này. Đấy, các bạn sẽ thấy. Và các bạn sẽ xoay làm sao cho hệ thống lưới nó trùng với cái hệ thống là lô đất của chúng ta như thế này. Các bạn sẽ thấy nó đã trùng rồi. Bây giờ giả sử như mình sẽ xây công trình thì nó sẽ bắt vào hệ thống lưới rất là dễ dàng như thế này. Đấy, các bạn sẽ thấy chúng ta đã có một cái lô đất như thế này. Các bạn có thể xây dựng công trình. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản nhất để các bạn có thể thiết lập cái bản đồ lô đất. Và chính cái bản đồ lô đất này nó sẽ tạo tiền đề để các bạn có thể thiết kế công trình chính xác hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.